Hôm nay là ngày thứ bảy trung tuần tháng 9 năm 2020. Sau cơn mưa đêm khá lớn, vẫn như mọi ngày, 5 giờ sáng, chúng tôi dắt xe đạp ra, nhưng không có một kế hoạch đi đâu cả. Đạp xe lánh quanh, chợt nhớ đến một vùng đất hoang sơ mà trên 40 năm trước, chúng tôi đã có dịp cùng các anh em dân tộc xuôi thuyền vượt một con thác tuyệt đẹp có tên là Thác Trời Suối Nho. Hôm nay, một ngày trời trong xanh thật đẹp. Nhân đây, mời quý vị cùng chúng tôi tham quan một ngôi thánh đường giữa vùng đất hoang sơ khi những người Công giáo đầu tiên đến sinh sống trên mặt đất Thác Trời vào những năm 80. Đó là giáo xứ Xuân Thiện thuộc giáo phận Xuân Lộc. Năm 1990, ước mong lại tăng thêm khi mảnh đất xa xôi này lại đón thêm những giáo hữu vốn là di dân từ Campuchia về lập nghiệp tại Phú Cường, Thống Nhất, Tam Bung, nhưng bị dòng nước cuồng nộ của Thác Trị An san bằng ruộng vườn, cuốn trôi nhà cửa. Thời gian qua đi, người dân ở đây bao vụ mùa là bao niềm hy vọng. Thế nhưng đời sống vật chất của họ vẫn đầy ắp khó khăn. Trước đây khi còn là rừng hoang nước độc, thú dữ rình rập, mỗi bước chân trên đường đầy sỏi đá và sình lầy, những bấp bênh của vụ mùa, những cơ cực của cảnh đời, thì người dân càng nghĩ đến Chúa, càng ước mong có được nơi thờ phượng, sớm tối chạy đến bên Chúa để ký thác cuộc đời, tìm kiếm bên mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh Martino để nương ngẩn. Ước mơ ấy càng thiết tha hơn khi Xuân Thiện có được từng bước tiến trong sự quan tâm của giáo phận, sự dìu dắt hướng dẫn nhiệt tình của các linh mục quản nhiệm. Sau đây là lược sử giáo xứ Xuân Thiện, quá trình hình thành và phát triển. Năm 1993, linh mục Anton Trần Văn Bài đã chính thức khai sinh giáo họ Martino. Giáo họ Martino trực thuộc giáo xứ Suối Nho dưới sự quản nhiệm của linh mục Anton Trần Văn Bài. Từ đó giáo dân tụ lại nơi tư gia để đọc kinh, chia sẻ lời Chúa. Đến năm 1997, giáo họ gia nhập vào giáo xứ Xuân Bắc, cách giáo họ khoảng 10 km, do linh mục Giuse Hoàng Mạnh Hiểu quản nhiệm. Thánh lễ được cử hành tại các tư gia vào ngày Chủ nhật, với nhân nghĩa là xin làm lễ dỗ, bởi vì những điều kiện khách quan chưa thể dựng mỗi nhà nguyệt để cử hành phục vụ. Đến năm 2001, số giáo dân ngày càng một gia tăng, giáo họ được chia thành 5 giáo xóm, đồng thời cũng hình thành các giới và các đoàn thể. Năm 2006, linh mục Anton Đặng Minh Huấn làm chính xứ Xuân Bắc quản nhiệm giáo họ Martino, linh mục đã dựng được nhà nguyện tạm để cử hành phục vụ. Đến năm 2008, linh mục Giuse Lê Văn Sắc được cử làm chánh xứ Xuân Bắc và quản nhiệm giáo họ Martino. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2011, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nâng giáo họ Martino lên thành giáo xứ và lấy tên là giáo xứ Xuân Thiện với trên 1.400 giáo dân. Nhờ ơn Chúa và sự yêu thương của quý linh mục, quý ân nhân cùng với tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn, giáo xứ Xuân Thiện ngày càng hăng say hơn trong đời sống thiêng liêng và an tâm tiến bước trong công cuộc xây dựng giáo xứ ngày thêm phát triển về mọi mặt. Ngày 12 tháng 9 năm 2012, linh mục Gioan Baptista Trần Quốc Dũng được bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ Xuân Thiện trong tư cách chánh xứ Tiên Khởi. Ngày 20 tháng Giêng năm 2014, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đến ban bí tích thêm sức và làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo xứ Xuân Thiện. Và ngày 20 tháng Giêng năm 2015,
giáo xứ Xuân Thiện tưng bừng mừng đón Đức Giám Mục Đa Minh về chủ tế thánh lễ cung hiến thánh đường và bàn thờ mới. Hiện nay các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Thiện dần dần đi vào nề nếp, ổn định và từng bước hoàn thiện cơ sở của giáo xứ. Các linh mục quản nhiệm. Linh mục Anton Trần Văn Bài từ năm 1993 cho đến năm 1997. Linh mục Giuse Hoàng Mạnh Hiểu từ năm 1997 đến năm 1998. Linh mục Anton Đặng Minh Huấn từ năm 1998 đến 2008. Linh mục Giuse Lê Như Sắc từ 2008 đến 2012. Linh mục Chánh xứ Tiên Khởi là Gioan Bautista Trần Quốc Dũng từ năm 2012 đến năm 2019. Và linh mục đương nhiệm là Phaolô Nguyễn Văn Hạnh từ tháng 9 năm 2019. Trời, đây là một con thác nhiều tầng, tuy không cao, những bãi đá nằm rải rác rất rộng và rất đẹp. Khi mùa khô, nước thấp, những dải đá chạy dài nối hai bờ. Ngày xưa, khi còn cây rừng tháng sơ, có rất nhiều voi và nhiều loài thú rừng sống gần chân núi tựa, mà người dân địa phương thường gọi là núi Sabi. Vào mùa khô, voi và các thú vật thường qua lại sông La Ngà tại vùng thác trời này. Đây là một địa điểm khá đẹp trên dòng sông La Ngà. Nhưng ngày nay đã không còn nét hoang sơ nữa, con người đã phá hết rừng. Nên trước đây có một số người dân đã bị voi quật chết vì không còn chỗ cho chúng sinh sống. Đất rừng đã bị tàn phá hết cây cối, không còn giữ được đất. Rồi mai đây khi những mùa mưa về, tất cả sẽ lại bị xói mòn, khiến cho đất bạc màu, gây sạt lở, xảy ra lũ ống lũ quét, tổn thất đến của cải và tính mạng con người. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau. Chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống.